Chiều ngày 12 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo gió mạnh trên biển, sóng lớn khu vực biển Nam Bộ. Theo đó, áp cao lạnh lục địa tăng cường về phía Nam. Áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục qua Trung Bộ, nhiễu động gió đông, hoạt động yếu. Quan trắc gió tại các trạm ven biển cấp 2, cấp 3, giật cấp 4, cấp 5. Trạm DK17 ở ngoài khơi vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, có gió hướng đông, cấp 2, giật cấp 4. Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Trên cao, nhiễu động gió đông hoạt động yếu dần. Khu vực biển Nam Bộ có gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 5, cấp 6. Khoảng từ trưa ngày 13 tháng 11, trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, gió mạnh lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 6, cấp 7. Sóng cao từ 1,0 đến 2,4 mét. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh lên cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 6, cấp 7. Sóng cao từ 1,0 đến 2,5 mét. Biển động nhẹ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển ven bờ ở mức cấp 2.